Sáng ngày 21 tháng 10 năm 2022, thị trấn Bán Đức tổ chức buổi ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn khu Tâm Đức. Đến dự buổi ra mắt có các đồng chí lãnh đạo công an huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn Bán Đức. Tại buổi ra mắt, Đảng ủy thị trấn đã thông qua nghị quyết lãnh đạo xây dựng thực hiện mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy, công bố các quyết định của Ủy ban nhân dân thị trấn về thành lập mô hình và ban hành quy chế hoạt động của mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn khu Tâm Đức, thị trấn Bán Đức. Mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy tại khu Tâm Đức gồm 7 thành viên là 7 hộ gia đình liền kề nhau, do ông Lương Văn Dần làm tổ trưởng. Các hộ gia đình tham gia mô hình đều có phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn như gắn chuông báo động khi có sự cố cháy nổ xảy ra, trang bị bình chữa cháy. Các thành viên cài đặt và sử dụng thành thạo app báo cháy 114. Bên cạnh đó, các thành viên trong mô hình thường xuyên kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, phương tiện, trang thiết bị được trang bị tại hộ gia đình. Việc triển khai mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy tại khu Tâm Đức nhằm xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ được trang bị kỹ năng chữa cháy, đảm bảo an toàn cho khu dân cư trong suốt quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời chữa cháy khi có cháy nổ xảy ra tại địa bàn, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy nổ gây ra.